Mệt quá mọi người ơi. Đưa hết bộ đồ vía của Nam Trà rồi mọi người coi nè. Nam Trà phải đẩy bao nhiêu đây ống nước nè mọi người. Mệt ơi là mệt luôn đó mọi người. Mệt quá. Bây giờ còn phải đẩy cái này ra ngoài chợ nữa. Đẩy cái này nè đó. Đẩy cái này ra ngoài chợ nữa. Để cho Út ba. Nam Trà về đây là Nam Trà mọi người thấy không? Nam Trà ốm ra là vì nhờ vận động như thế này nè. Đó. Làm mà những mấy cái chuyện của đàn ông con trai làm đó thì mình sẽ khỏe mạnh hơn. Phụ nữ mình sẽ lực điền hơn đó. Như Út Hạnh nè. Đó Út Hạnh cũng làm thấy không? Út Hạnh thì làm ống nhỏ thôi. Còn Nam Trà thì làm ống bự hơn, như là ống cống này nọ đồ. Ống bự như vậy nè mọi người. Đây ống bự như vậy nè. Đó đó mọi người thấy không? Bự lắm. Chưa có kịp đà trang điểm gì hết trơn là phải ra làm rồi. Công việc bây giờ nó tất bật lắm. Mọi người coi Nam Trà trồng rau nè, đó thấy không? Rau muống đó mới gieo đó mọi người. Cái này là rau cần ăn mấy chập rồi. Cái này là hành lá nè mọi người. Đó có cây bí ở ngoài kia nữa đó mọi người ơi. Đây là cây cà chua Nam Trà ươm nè. Mọi người thấy không? Đó nó bự rồi đó mọi người. Mệt lắm mọi người ơi. Công việc cả suốt ngày thôi, không có rảnh rang được. Bây giờ đi vô quấn mũ. Cũng đâu có gì, không có bự, cũng nhẹ. Đây là cây khế nè mọi người, hồi nãy nó bị đổ ngã đó mọi người. Đẩy nổi mà, con nói đẩy nổi hết trơn. Con là con trai lực điền mà sao mà con làm không được chứ. Sao không nặng. Đưa lên vai. Trời ơi. Hụt vô. Hụt vô. Không có cây này ở đâu vậy? Trời ơi. Nóng, mệt muốn chết luôn vậy đó thiệt. Mà bắt ginh mấy cái chuyện này thấy không? Khổ quá trời. Cái này bây giờ mấy cái bự bự này nè. Đặng ơi. Cứ bự thì ba mà kinh nổi ơi là trời. Đánh cái mẹ. Ủa thọt hai bên hả? Mọi người ạ. Mọi ơi. Sau một hồi làm trận làm thượng thì Út Hạnh vẫn không cho mình mặc cái bộ đồ hồi nãy, bộ đồ dí hồi nãy đi đẩy đồ ai chợ nha mọi người. Phải thay đồ đàn ông. Được. Rồi lên. Lên luôn. Ồ, lên luôn. Bây giờ đẩy đồ qua chợ nha mọi người. Tới chợ nha mọi người. Đang đợi cho cái chú này chú đi rồi, mình cũng đẩy xe qua đường thôi. Cái đường nó nhỏ quá. Tới chợ rồi nè. Trời này là chợ Bà Tồn đó mọi người. Mình đang ở đứng dưới ở dưới chân cầu Bà Tồn đó nha mọi người nha. Cái này là chân cầu Bà Tồn nha. Đây là chói nha mọi người. Chói nha. Đây là trái cây gì đó bán nè. Đó. Đây là dì Sáu nè. Chào dì Sáu. Về đây lâu chưa? Con về 3-4 tháng rồi, con ở với nội á. Chắc gần 4 tháng rồi đó. Hôm nay chốt nha. Chốt không có dám đi, không có dám đi. Tại vì nhiều khi người ta sợ mình cũng sợ người ta. Phải không? Nó là... Sợ, dạ. Bên mà hai đám giỗ mà con không dám đi luôn á. Con thì đó, con không dám qua luôn. Đông đông giờ không dám đi rồi. Dạ, dạ, sợ quá. Dạ, bye bye dì Sáu. Nè trái cây nè mọi người dịch thả không? Hello gì? Đây thịt gà thịt đó. Nè, đó cái này là gì của mình nha mọi người. Đây là gì Năm nha mọi người, gì Năm bán bún nha.
Chị sáu hả? Chị mợ sáu. Mợ sáu hả? À mợ sáu. Con không biết. Con không biết kêu mợ gì á. Mày gọi gì? Ốc, gọi ốc cho mấy bạn coi nữa. Ốc, ốc nữa mọi người ơi. Đây nè mọi người. Chôm chôm nè. Xoài nè, đầy đủ hết trơn nha mọi người. Cam sòn. Ghé chợ Bà Tồn mua ủng hộ gì gì cháu tôi nha mọi người. Cam nữa đó mọi người, đã chưa? Bây giờ mình đi vô Úc Hạnh để chứ ra quay tiếp. Mấy cô nè, mấy cô dễ thương á. Trời ơi, đã chưa? Rau. Để từ từ đi, bây giờ phải đi xuống Úc Hạnh, Úc Thảo đã. Tắt nè mọi người. Tắt nè, bánh nè, bánh nè, miếng bê nè nha. Nghe chưa? Nhắm mày lâu nha, quay lâu chính nè, sợ quay quay gần quá sợ bị la buổi sáng sớm. Không có đâu, không con có dám quay. Không có mặt dạ đây con, nè. Sáng sủa luôn con. Đây là bà Út nè. Dạ bà Út. Dì Chính nè, dì Chính bán bún. Con Chính dạ, bánh à. Mì. Hay con dì Chính nha. Dạ, chào cả nhà. Mẹ đưa tiền vậy nè. Rồi tiếp. Bây giờ chợ thì cũng không có đông hết mọi người. Dạng như người ta sợ á. Ốp chào dì Dung. Dạ. Bông nè. Dạ. Đây là cái chỗ Úc mình bán nha mọi người. Đó. Bây giờ cũng ngăn lại hết luôn để cho tránh tiếp xúc. Ai cũng vậy hết á. Thấy không, ngăn lại hết luôn, không cho tiếp xúc luôn. Đi qua dì Hai, đây là dì Hai của mình đây. Chào dì Hai, chào Dương Hai. Đây dì Hai của mình đây. Dì Hai của mình bán bắp với lại trứng nè, ngon chưa? Trứng bự lắm. Đó. Đây là cái chợ hồi xưa đông lắm mọi người ơi, bây giờ dịch cái người ta không dám đi nhiều đó. Đi ít. Kìa yeah, bịch ni lông hết trơn, ở đây là Úc Hạnh. Bài binh bố trận làm cái cây nè mọi người đó. Ai mua cái đưa ra, cái bỏ đồ vô đây cái đưa ra. Đưa ra bỏ tiền vô rút vô. Đây. Đây là cái sạp, sạp Úc tôi bán đủ thứ trên đời. Có bao mứt ghê nữa nè bé bạn. Con keo lớn bản chấm. Ngăn cách nhau bởi một cái màn xương. Một cái màn xương nha mọi người. Cái màn xương mờ nhân ảnh đó mọi người thấy không? Chán mấy bà dịch quá trời luôn á thiệt. Nè mọi người quay cái này cho mọi người coi nè. Con búp bê hồi xưa năm chạy chơi nè. Cái con búp bê gì nè. Đây. Có 15 ngàn nha. Dạ. Có bán sim điện thoại không ạ? À? Sim không có, cạc điện thoại thì có chứ sim không có. Chị phải đi xuống cái chỗ đó nó mới bán. Rồi đăng ký nữa chị Năm ơi. Cái gì cũng có bán hết trơn á mấy bạn. Hồi xưa là cái cửa này mở rộng lắm nha. Mở rộng mà trưng bày khắp nơi. Lấy cho miếng gòn ai mình ăn kìa. Miếng gòn ai mình ăn nhiêu? Nhiêu vô khoảng 3 tấc vuông hả? 3 tấc vuông ha. Ừ. Với chai keo luôn nha chị. Keo chết gòn phải không? Dơ luôn à. Áo trắng thành áo nâu luôn rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đẩy xe không về nha. Mình sẽ đẩy cái xe không này về. Mình sẽ đẩy về nha mọi người. Bây giờ chợ giống que giống khỏe rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Mệt quá. Xin chào mọi người. Mọi người coi nè. Thế là Nam Trà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha mọi người. Vinh nóng nước lên. Rồi chở ống nước ra, rồi để vô kho, rồi đổ gác. Mọi người coi nè. Trời ơi, lượm được trái chanh ở đâu. Trái chanh. Coi nè, cái áo trắng nè. Áo trắng với hành áo đen luôn rồi mọi người ơi.
rất là mệt nhưng mà vui lắm nha mọi người. Vừa qua được thử thách nha mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Đây là một cái vlog về Nam Trà và cuộc sống ở Bà Tồn nha. Không có gì đặc biệt nha mọi người nha. Bye bye mọi người, Nam Trà sẽ đi vô tắm rửa rồi ăn cơm chiều đây.